một tin chấn động từ sáng đến giờ nha mọi người. Thì cái gói tiệc đồ ngủ này đã được mở bán live, nhưng mà với giá có 99.000 thôi mọi người. Thì cái gói này là hồi trước nó có giá là 499.000, nhưng mà có được hồi tháng 11 hay sao năm ngoái thì nó có mở bán là 239.000, thì nó bao gồm cả tóc. Nhưng bây giờ nó mở bán lại thì chỉ có 99.000 thôi, nhưng mà không có tóc nha mọi người. Thì nhưng mà đối với mình thấy thì bộ này nếu mà giảm như vậy thì quá là giảm quá là nhiều luôn nha. Còn cái bộ phía dưới này thì chúng ta chỉ có hai món độc quyền thôi. Còn cái áo với cái quần này thì nó nằm ở trong cái quà tặng bạn bè, nó tặng bằng tiền sao nha mọi người. Thì nếu như mà mọi người có mua thì mọi người chỉ nên mua cái bộ trên này thôi nhá, thì mình sẽ được cái bộ đồ ngủ, và mình cũng đã mua một bộ như vậy rồi. Thì để mình mở cho mọi người xem nha. Đó, bộ này thì 99.000 chúng ta sẽ được 4 món và thêm 15 kim cương. Thì cái bộ này khá giống với cái bộ mình đang mặc hiện tại nha mọi người, nhưng mà chỉ có điều nó là nó quần với áo nó tách riêng thôi. Còn cái bộ mình á là nó đang là một chung một bộ luôn. Đó, mọi người thấy sọc không, y chang. Nó khác có xíu ở ngay cái nút thôi, nó với là cái logo nó khác xíu thôi, chẳng khác gì hết mọi người ạ. Nhưng mà đợt này nhà phát hành chắc là giảm giá sâu vậy á, để mà gọi là để chuẩn bị ra một số cái món đồ mới nha mọi người. Nên nhà phát hành muốn sell những cái bộ đồ cũ đi. Thì ở ngoài đời cũng vậy thôi, những cái bộ đồ nào mà cũ á thì chúng ta sẽ mua được với giá rất là rẻ luôn. Còn về cái sự kiện lễ tạ ơn này á thì mình nghĩ chắc là ngày mai là sẽ lấy được cái xe nha mọi người. Đó là theo mình nghĩ thôi, tại vì mình thấy nó rất là gần rồi. Thì hiện tại hôm nay mình làm được là 3.500 điểm. Ồ, mình không đủ tiền đổi cái bếp rồi mọi người ạ. Thì ở trong này hiện tại là mình đổi mấy cái đồ tím á, thì mỗi cái một món thôi nha mọi người. Còn cái đồ xanh này chắc mình đổi cái nến quá, tại mình thấy cái nến này đẹp, mà với cái nến thì bán bằng kim cương nha mọi người. Rồi mình sẽ đổi nến này. Còn 800 điểm này mình sẽ để dành, ngày mai mình làm nhiệm vụ nữa rồi mình sẽ mua cái bếp 4.200 điểm nha. Mình nghĩ là ngày mai sẽ đủ mọi người. Rồi, trong quà thư hôm nay thì mình có nhận được quà mà mọi người tặng sinh nhật mình hôm qua. Đó, đầu tiên là bi hộ. Ô, một cái nón trâu mọi người ạ. Nón trâu này 70 vàng lên đó. Wow. Rồi, cảm ơn Bio nhiều nha. Tiếp theo là của bạn Xoài. Hình như hôm nay là sinh nhật của anh đúng không? Nếu sinh nhật thì cho em chúc anh tuổi mới vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Rồi, em tặng cho anh một cái áo rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Tuy món quà nhỏ nhưng mà những lời mà em biết á rất là cảm động nha. Rồi, cảm ơn em. Đây là của em nha. Ô, ngắm vàng nha mọi người. Quà quá xịn luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã chúc sinh nhật Tino và tặng những món quà thật là ý nghĩa. Dù ít hay nhiều gì thì nó cũng là một cái niềm vui, một cái động lực cho Tino trong thời gian sắp tới. Nó trông khá đẹp nha mọi người. Thì dạo gần đây thì mọi người cứ hay lo câu cá với lại bắt bò không ạ. Thì không biết là mọi người có còn chơi game nhiều nữa không. Thì Tino cũng lâu lắm rồi không chơi game nha mọi người. Hôm nay tranh thủ chạy vô chơi thử một ván xem có những gì mới không nha. Ok, let's go. Mọi người nghe giọng của Tino hôm nay thì nó hơi yếu đúng không? Tino đang hiện đang bận đó, nhưng vẫn lồng tiếng để làm giúp cho mọi người coi nè. Thì mọi người coi nhớ cho Tino một đăng ký kênh, một like, và nhớ bấm vào chuông để coi được video sớm nhất nha. Ok, giờ mình vào làm một ván game nhé. Xong rồi chắc Tino sẽ off đi uống thuốc và ngủ một giấc. Quá, wow, cái này là leo tháp mà mọi người. Sáng nay tôi vô game mà giờ lại qua leo tháp nhỉ. Thôi kệ, lỡ vô rồi thì leo thôi nha. Công nhận mang cái đầu trâu này vô leo tự tin hẳn nha mọi người. Cảm thấy mình là đẹp trai. Ok, giờ mọi người nhìn tôi leo nè, nhìn tôi thể hiện nha. Rất là chuyên nghiệp luôn nha mọi người. Kèo này thì top 1 chắc chắn là của tôi rồi, không ai có thể giành được. Đó, nè, chạy qua luôn nè, đó. Mọi người thấy hay không? À, cốc này chắc phải đợi đấy. Cốc này mà chạy là té đó mọi người. Từ từ thôi. Đấy. Rồi, còn mắt cuối nữa là tôi nhắc rồi nhá. Đây, tôi nhảy đó. Ôi, hên quá, vẫn còn ở cái map 3 mọi người. Trời ơi, trượt chân một cái, té tút dưới này luôn. Trời ơi, cái này mà té xuống map 1 cái chắc là nghịch chơi luôn mọi người ạ. Rồi, để tôi leo lên lại nè. Đấy, nhìn tôi nhảy lại nhá. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi, để chinh phục lại map này nha. Đấy, cứ chạy một đường thẳng thế là thôi. Đấy, top 1 vẫn là của tôi nha mọi người. Không ai có thể giành được cái top 1 này hết á. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi hết clip hôm nay nhá. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi tiếp nha. Bye bye mọi người.